Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Nào ta cùng bơi thuyền lẻn lách nào. Ẹo 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 ẹo. Trời ơi đi từ từ thôi Phong ơi. Bình tĩnh yên tâm, tôi lái xe đỉnh lắm Sam ơi. Ui nhìn kìa Sam. Trước mặt chúng ta là một hòn đảo. Wow. Rồi đi vô đi vô vô. Trời ơi cái hòn đảo này là cái hòn đảo mà hôm nay bọn mình sẽ cắm trại đấy Sam. Ây da trời xong tôi té xuống nước luôn rồi Sam ơi. Lên đây. Ê làm tao lên giờ trời ơi lùn quá. Ây ui lên rồi nè. Lên đây lên đây. Hey, hello và hey, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Mà khoan, hôm nay các bạn nhìn thấy mình với Sammy có gì lạ lạ không bạn? Đấy, mấy bạn nhìn mình với Sammy có gì lạ lạ không? Đúng mấy bạn nha, hôm nay mình với Sammy có gì lạ lạ nè. Nhìn thôi chắc cũng đủ biết rồi đúng không? Đấy. Hôm nay các bạn, mình và Sammy bọn mình đã hóa thân thành em bé bạn ơi. Bạn thấy em bé Phong Cận với em bé Sammy, em bé nào dễ thương hơn bạn? À nhìn đi Sam ơi, Sam ngước cái mặt lên cho mấy bạn fan nhìn nè. Đấy. Đó bạn thấy không? Em bé Phong Cận và em bé Sammy nè. Đó, mấy bạn thấy em bé nào dễ thương hơn? Riêng mình thì mình thấy em bé Phong Cận là dễ thương hơn em bé Sammy đó. Ôi đâu ra nhìn tôi đáng yêu hơn ông gọi là 100 lần luôn á Phong, nghĩ sao vậy? Ồ vậy luôn á hả? Ok bạn ơi, thì hôm nay nè em bé Phong Cận và em bé Sammy rồi mình lùn quá nữa mình không thấy được cái mặt mình đâu luôn các bạn ơi. Phải rồi mình phải ngước lên thế này nè. Ok, hôm nay nữa bạn, em bé Phong Cận và em bé Sammy bọn mình sẽ cùng nhau cắm trại ở trên gọi là gì ta? Ở trên biển nha bạn nha. Bạn coi nè, đây là một cái hòn đảo hoang ở trên biển nè. Hôm nay mình với Sammy sẽ cắm trại trên đây các bạn ơi. Đấy, và trước khi vào video này nè các bạn đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của em bé Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Ok. Rồi, thì ở đây nè Sam tôi có chuẩn bị cho bà mấy cái rương nè. Đấy, trong mấy cái rương này nha là nó có đồ để mình cắm trại á. Bỏ luôn hả? Đúng rồi. Mà Sammy cái lắc này cao dữ vậy? Trời ơi, nhìn là nhảy muốn mệt luôn á. Trời ơi là trời. Trời trời, tại bình thường bà đã lùn rồi, bây giờ bà biến thành em bé bà còn lùn hơn nữa hiểu không? Đó. Ok. Rồi đây nè, trong mấy cái rương này tôi chuẩn bị đồ nè. Lại đây lại. À khoan, Sam lại đây, lại Sam. Lại. Sao? Tôi có chuẩn bị cái máy ảnh nè, bây giờ tôi với bà chụp tấm ảnh đi. Lại đây nè. Bà ngước. Rồi, ảnh kỷ niệm hả được nha. Ngước lên. Ngước cái đầu mệt vậy. Ok, ngước lên. Rồi coi nè. 3 2 1. Rồi ok xong rồi nè, có được một cái bức ảnh nè. Lại đây tôi cho bà coi ảnh nè. Đây là Phong Cận và Sammy. Ôi rồi dễ thương giờ bé xíu à. Đúng rồi nhìn dễ thương mà đúng không? Ok rồi thôi bây giờ bắt đầu mình gọi là trang trí chỗ cắm trại đi Sam ơi. Ở chỗ này là tôi chuẩn bị rất là nhiều đồ luôn, mình lấy ra hết đi Sam, lấy ra hết luôn. Đấy, lấy ra. Còn một xám luôn phải không? Nhìn xám xịt dễ sợ. Ok mấy bạn coi nè nha. Đây xin giới thiệu bạn, đây chính là cái liều cắm trại của mình, màu xanh dương á, mình có thể chui vô được luôn nha. Ôi trời chết rồi Sam ơi, tôi mập quá tôi chui không vừa Sam ơi. Giờ sao? Trời ơi là em bé mà còn mập đấy. Cái bà này vô duyên. Kệ tôi, bà này vô duyên. Ok, rồi không những vậy đâu nha. Ở chỗ này tôi có chuẩn bị thêm một cái bàn để nướng thịt nướng nè, cắm trại là phải có chỗ để nướng thịt nướng thấy không? Ôi còn gì nữa không ta, để xem coi. Có nhiều đồ ở đây quá nè. Ê Sam ơi, bà có cái bếp lửa mà bà để cái bếp lửa ở đây để mình nướng thịt đi. Bếp lửa nè, có nè, để đâu đây được không? Để đây đi. Rồi bà lấy dễ sợ. Bà lấy mấy cái gỗ bà để ở xung quanh đi, nhanh lên. Rồi ok, có gỗ đây. Để đâu. Xung quanh cái này nè. Ừ, đúng không? Rồi, ok. Rồi để xung quanh đi, đúng rồi, bà để xung quanh vậy đó. Rồi ok. Ở bên đây nè nha, các bạn coi nè, bây giờ mình sẽ nướng thịt lên để tí nữa mình với Sammy có thịt để ăn nha các bạn nha. Ok, đốt lửa lên nè. Bùm, rồi ok. Bỏ mấy miếng thịt lên nướng. Ở bên đây mình cũng sẽ bỏ thịt vô trong đây mình nướng luôn. Đấy, có hai chỗ để nướng thịt luôn. Ghê không? Xịn chứ sao không xịn. Ok rồi, mình đã có được thức ăn rồi nè, có được chỗ ngủ rồi nè, thì bây giờ chúng ta phải làm gì nữa giờ ta? Để xem coi. À đúng rồi, tôi có chuẩn bị thêm một đống đồ ăn ở đây nữa là Sam, mình ra đây mình để thêm đồ ăn ngoài đây đi. Đây, đó pizza nè. Tôi cũng đem là ít nước ớt uống nè Phong. Cái này là đây ạ. Ê Sam tôi đố bà này là gì nè? Đâu? Này nè. Cái này hả? Ừ. Cái này là sushi, cái gì đâu? Đúng rồi, cái này là sushi á, còn cái này là gì? Đố bà. Cái này là cái gì đây? Cái nồi canh cái gì? Tào vậy thôi. Tôi gọi là tôi tưởng cái là trà sữa không? Trà sữa tôi. Trời ơi các bạn ơi, bà Sammy không hiểu sao bà nhìn cái nồi canh bà nhìn thành cái trà sữa luôn trời. Bà có thấy ai uống trà sữa mà bỏ trong nồi chưa? Hả? Có, tôi biết luôn nè, biết ai không? Ai? Ông với ai? Trời đất ơi, trời ông uống 2-3 ly, 4-5 ly luôn á. Khác gì cái tô không? À khác gì cái nồi lẩu này không? Trời ơi trời. trà sữa là món ôn gì ta thích uống, yêu thích của tôi thì tôi uống nhiều kệ tôi. Ok thôi mình lại mình nướng thịt tiếp nè. Ok lật thịt lại nè. Ôi xanh hoàng lực lực như người như đầu bếp phải không? À sai sai từ từ Sam ơi lại cho bà coi nè. Tôi đố bà hãy này là gì nè? Tôi đố bà hãy này là gì? Là cái điểm bắn gì đâu. Đúng rồi. Nè đây à tôi có chuẩn bị ở đây có 2 cây cung nè, bây giờ tôi với bà Thi bắn cung không? Nè cho bà cái tôi cái. Rồi tôi là xạ thủ nha không đùa được đâu. Ok, ở đây để coi coi Sam bắn giỏi cỡ nào. Leo đây, leo đây. Nè, đúng không? Bà coi tôi nè, bây giờ nha, tôi sẽ bắn cái bia bên bên trái đi, bà bắn cái bia bên phải coi ai bắn được nhiều điểm hơn nha. Để coi tôi nè. Đấy. Chu. Ui, hay vậy? Trời tính ra tôi bắn được có 10 điểm. Ê, tôi bắn được có 1 điểm luôn á sao? Rồi để tôi bắn nè, tôi bắn cho anh xem nè. Ông để bắn. Ok, đâu thử coi. Hụt luôn rồi. Ôi. Trời ơi, vỡ ẹt, coi tôi nè, coi tôi lại nè. Hey. Ui. Được đỏ luôn kìa. Màu đỏ là được 8 điểm, tôi được 8 điểm rồi nè. Bà được cái gì vậy? Ê, Sam ơi. Ủa gì vậy? Tính ra là bà đứng gần lắm mà bà bắn vẫn hụt rồi sao Sam? Hả? Ủa nó bắn cái ông ta bắn. Trời ơi ông bắn. Ê, không được bắn tôi nha, không được bắn tôi nha. Đâu nha. Giờ chơi thì bắn nhau luôn á. Thôi tào lao á, thịt nó chín đây nè. Đây giờ cho bà 1 miếng, tôi 1 miếng nè. Đó, ăn đi. Ê, trời ơi là em bé miếng này to ghê ha. Trời ơi ăn hồi ăn hết luôn á. Ê, rồi nha, bây giờ chúng ta đã chuẩn bị hết tất cả. Rồi thôi ta, chỗ ngủ nè, thức ăn nè, rồi có mấy cái đồ để vui chơi nữa để coi mình có mang theo cái gì nữa không ta để xem thử nha. Ê Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Bây giờ ha mình chuẩn bị đồ ăn nhưng mà tôi với bà chuẩn bị có thịt bò không à hay giờ bọn mình đi câu cá hay Sam? Được. Câu cá hả? Cũng hay á. Đúng rồi. Tôi không đem câu cá. Nè, tôi có cần câu nè. Ok thôi mình xuống đây mình câu cá đi. Ê, ok. Hôm nay em bé Phong Cận và em bé Sammy sẽ cùng nhau câu cá nha các bạn nha. Nhưng mà mình thấy cái tướng mình với Sam nhỏ có khi nào con cá nó kéo hai đứa mình xuống dưới biển không Sam? Tôi sợ lắm luôn á phải không? Ok. Rồi để coi nè. Câu được cá cho thắng nha. Trời ơi trời, để coi mình với Sammy ai câu được cá trước nha các bạn nha. Ui, gì vậy? Ủa? Gì kỳ vậy? Gì kỳ á bạn, sao tự nhiên Sammy câu được trước mình vậy? Không chịu á bạn ơi, chơi ăn gian con cá này nó mê gái bạn ơi. Lại thêm lần nữa nè. Lại thêm lần nữa. Ok ok, tôi lần này tôi câu được cho bà coi nè. Ê, tôi thấy gọi là nước động rồi đó, chuẩn bị cá xuất hiện nè, cá xuất hiện nè. Ủa sao lâu quá ta? Cá ơi, cắn câu đi. Trời gì kỳ vậy? Thôi tôi quay tôi câu bên đây. Đó tôi xa xa bà ra không thôi tí nữa. Mấy con cá nó cắn nó cắn cái gì ta cái cần câu của bà chứ nó không cắn cần câu của tôi. Vô duyên cho tôi may mắn là ông xui xẻ thì có. Chắc tôi chi. Ok thôi. Ủa gì kỳ vậy? Có cá nè. Ủa gì kỳ vậy? Sao mấy con cá nó Ủa. Trời ơi các bạn ơi, bất công quá à. Sao mà mấy con cá này nó chỉ ăn mồi câu của Sammy, nó không ăn mồi câu của mình bạn ơi. Mấy con cá này nó bị mê gái bạn ơi. Trời tức quá mà. Trời mấy bạn coi cái bà Sammy các bạn. Đó bà vui đúng không? Trời ơi trời. Ôi tức quá. Bà làm gì? Thôi, tôi không thèm câu cá nữa. Bây giờ nha, tôi bắt cá bằng một cách khác hay hơn nè, bà coi tôi nè. Mấy bạn ơi, mấy bạn biết gì không? Hôm nay đi cắm trại á, Phong Cận không phải là cắm trại bình thường đâu nha. Hôm nay Phong Cận có chuẩn bị một cái món đồ rất là hay, rất là đặc biệt luôn, muốn cho các bạn xem nè. Đấy các bạn xem nha. Đây, ở chỗ này có một cái rương nè, Sam thấy không? Thấy. Đây, bên trong cái rương này có chứa rất là nhiều đồ của siêu nhân luôn. Tôi lấy bộ đồ của Superman nè, bà thấy không? Đây, bà coi tôi nè. Đấy các bạn coi nha. Mình hiện tại bây giờ mình là em bé đúng không các bạn? Bây giờ mình mặc đồ của Superman vô xong mình biến thành người lớn luôn nè. Coi à. Thật không? Đó, bum. Ủa sao kỳ gì kỳ á? Ủa vì cái gì vậy ta? Ủa sao tự nhiên cái đầu của tôi nằm ở cái bụng vậy kỳ vậy? Ok men là vậy vô. Đó. Thấy không? Tôi biến thành người lớn rồi nè, biến thành Superman người lớn rồi nè. Đây bà coi tôi nè. Bà coi tôi nè. Có sức mạnh gì không? Có sức mạnh gì không? Hay mặc cho vui vậy? Nè, bây giờ bà coi tôi nè, bà nhìn nha. Bà thấy cái đôi mắt của tôi không? Người ta bình thường người ta hay gọi tôi là Phong Cận TV. Bây giờ người ta sẽ gọi là không bao giờ được xem thường cái đôi mắt của tôi nữa. Bà coi cái đôi mắt tôi nè. Chiu. Ghê không? Đôi mắt của tôi laser kìa Phong ơi. Đúng rồi, đôi mắt của tôi có thể chiếu được laser đó, ghê không? Nè, bây giờ bà coi tôi nè. Bây giờ nè, tôi sẽ săn mấy con mực ở dưới nước nè, chiếu laser con mực nè. Đó, chích queo mực luôn, ghê không? Chiếu nè. Con mực hả mày? Rồi nó biến mất luôn, kìa nó bay màu luôn. Đúng rồi, tôi chiếu laser cho mấy con mực xong mấy con mực chết queo hết trơn luôn. À Sam, tôi nói bà biết nha, không những vậy đâu. Đã nói là Superman thì phải bay được đúng không? Bây giờ bà coi tôi biến thành Superman, tôi bay cho bà coi nè. À nhanh nè. 3 2 1. Vô! Ghê không? Trời. Bay tôi bay lên trời luôn các bạn coi. Phong này Phong bay túi lên trời luôn rồi. Phong bay lên trên tận mây luôn các bạn ơi. Trời ơi, cẩn thận Phong ơi. Nè nè, tôi đáp xuống đất nè. Ôi trời, xuống đất. Bùm, ghê không? Là Superman xuống giữa giờ được bay luôn. Đúng rồi, làm Superman là có thể bay được luôn á, ghê chưa? Không những vậy, tôi sẽ chiếu laser tôi nướng bà lên luôn. Trời ơi ông này, tôi ghét Phong. Thôi tôi xin lỗi, tôi giỡn xíu. Mệt rồi, đưa đội tôi đây. Mệt quá. Nè trả nè, ai thèm. Rồi ok, không những là có Superman không đâu nha các bạn nha. Bây giờ Phong sẽ cho mấy bạn coi bộ đồ mới hay hơn nè. Đây. Để coi, cho mấy bạn coi bộ đồ mới hay hơn nè. Đây, ở trong này. Ủa khoan tự. Ủa, còn một bộ đồ của tôi nữa đâu? À đây. Đây, mấy bạn nhìn bộ đồ này, đố mấy bạn biết bộ đồ này là bộ đồ của ai nè. Đây các bạn coi nha, mình sẽ mặc vô nè. Đó. Đây. Đố bạn mình là ai? Tôi biết nè, tôi nhìn là biết liền rồi Phong. Iron Man đúng không? Iron Man. Cái gì đây? Ôi trời ơi các bạn ơi, sao mình khỏe vậy ta? Mình đánh Sam có cái Sam chết queo luôn các bạn ơi, sao mình khỏe vậy? Đâu mà quýnh tôi coi. Quýnh đi. Tôi bắn ông nè. Đó, ông ơi yếu xìu, không bị gì hết trơn. Ủa bắn khùng rồi vậy bà nội. Tôi bắn rồi chưa, tôi đứng yên coi ông ngọn nhảy vậy sao tôi bắn được. Tôi đứng im mà bà bắn hụt quay vậy. Trời ơi trời, mình đứng im luôn mà Sammy vẫn bắn hụt các bạn ơi, bắn hụt. Trời ơi là trời. Ông thì cho tôi xem coi, khổ ghê, siêu nồng mà đánh người ta rồi. Nè, bà biết không? Đây chính là không phải là Iron Man, đây chính là Flash. Bà biết ông Flash này có sức mạnh gì đặc biệt không? Không biết. Ông Flash này ông có một cái sức mạnh là ông chạy rất là nhanh nè, bà coi tôi nè. Thấy tôi chạy nhanh chưa? Bồ bình thường chứ có gì, tôi cũng chạy nhanh bằng ông nè Phong nội. Nè. Ok. Từ từ bây giờ mới chạy nhanh nè, để tăng một sức mạnh nè. Chạy ra sắp sát luôn. Bà thấy tôi chạy nhanh chưa? Nè, nhanh nữa nè, coi nè. Nhanh hơn nè. Ôi, chạy ra sắp sát luôn vậy. Đúng rồi, nhanh hơn nữa nè. Nhanh hơn nữa nè. Nhanh hơn nữa. Ghê không? Ê trời ơi, ảnh không được luôn nè. Ghê không? Nè, tôi quýnh bà nè. Ôi đừng quýnh tôi khủng tiếp được rồi. Nè, không những gì đâu nha. Tôi không những là chỉ chạy nhanh ở trên bờ đâu, tôi chạy đứng trên mặt nước được luôn, bà coi nè. Coi nha. Ôi. Ghê không? Xịn nha. Đúng rồi. Đi trên nước luôn. Xịn chưa? Trời ơi mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy mình ngầu á bạn. Trời ơi trời, Phong Cận bây giờ không phải là Phong Cận bình thường nha. Phong Cận bây giờ là Phong Cận siêu nhân nha các bạn nha. Không phải là Phong Cận YouTuber nữa đâu. Ghê không Sam, ghê không? Ghê quá rồi, em làm siêu anh hùng sướng vậy. Đây tôi sẽ cho bà cái bộ đồ của Flash nè, để tôi mặc bộ đồ Superman. Ok. Rồi ok, rồi tôi bông hỏa trang thành gọi là siêu nhân. Đó. Ok. Rồi ok Sam ơi, bây giờ bà thử dùng kỹ năng bà chạy nhanh cho tôi coi coi. Nhanh lên, chạy nhanh hơn nữa coi. Nhanh hết mất luôn đúng không? Đúng rồi, nhanh hết mất luôn, thử coi. Trời ơi, đi trên nước này xịn nha. Trời ơi, cái gì mà ghê quá. Chạy từ hai bà nội, cái chân tung vô bức tường bây giờ. Ok. Trời ơi trời. Rồi ok bạn ơi, bây giờ em bé Phong Cận và em bé Sammy đã biến thành siêu nhân rồi bạn ơi. Bạn coi thấy em bé nào ngầu hơn nhớ bình luận lại cho mình biết nha bạn. Ok. Ở Superman đấm phát là Sammy văng xa 10 mét luôn. Ông dạ đánh tôi à, tôi đánh lại ông nè. Ông muốn lại ơi. Ôi yếu xìu bạn ơi. Yếu xìu. Trời ơi trời. Đấm đi. Solo cái người nào cũng được. Sam hả? Rồi solo luôn. Tôi bay xuống nước luôn sao? Tôi bay xuống nước. Lại đây. Sammy nè. Em tại sao? Sammy nè. Sao mạnh vậy Phong? Tôi không mạnh thì ai mạnh? Sammy. Superman là mạnh nhất luôn mà không biết hả? Lại đây. Ông lại đây. Ông. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Sao tự nhiên xuất hiện quá trời cướp biển luôn bạn ơi. Từ từ để mình bay lên trời đã. Trời, cái gì mà cướp biển? Không bay được nè Phong. Ủa sao bọn này nó có đánh không vậy? Tôi không biết nữa, nó dí tôi, quýnh tôi nè. Ui trời ơi bạn ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn biết gì không? Tự nhiên hay không, mình với Sammy đang đánh nhau, cái tự nhiên một đám cướp biển nó chạy vô nó tấn công bọn mình luôn bạn ơi, nguy hiểm thiệt chứ. Ok yên tâm, để tôi Sammy, tôi sẽ tiêu diệt nó. Đánh bọn này có tiền nha, đánh bọn này nó gọi là nó tiên nè. Tiền hả? Tiền hả? Ok. À, mấy thằng cướp biển, mày muốn cướp biển bằng tao với gì đúng không? Muốn cướp đảo mình. Cướp biển nè. Đúng rồi, cướp biển nè. Đây bay lên nè, Sammy coi tôi nè, tôi chiếu laser vô bọn nó chết beo nè. Đúng rồi, trời ơi. Ủa tiền này tôi lùm tiền cho. Ủa vậy lùm tiền cho. Gì kỳ vậy? Ok, chiếu laser. Chết nè, chết nè. Cướp biển nè. Cướp biển hả? Cướp biển nè. Ôi Sam ơi, ở ngoài đây vẫn còn mấy ông cướp biển nè Sam. Ồ, bọn nó đang nhìn bọn mình nè, phá hủy cái thuyền luôn. Giết luôn. Đây thì cướp biển nè. Ôi bạn ơi, cướp biển hả? Ok. Ôi giết hết, mình sẽ phá hủy hết mấy con thuyền của nó luôn nha. Phá hủy mấy con thuyền luôn. Chắc chắn là địch không sao bọn này địch vào làng mình cướp ở phòng. Bây giờ mình biết chứ, mình giết bọn này trước. Đúng rồi. Mấy bạn ơi, chắc chắn mấy tên cướp biển này tính vào trong làng Hero Team để cướp tiền bọn mình nè, cho nên bây giờ bọn mình đã biến thành siêu nhân rồi, mình sẽ tiêu diệt nó luôn. Ok. Cướp biển hả? Phá thuyền luôn. Ok, còn thuyền nào đó không? Còn nè, phá thuyền luôn. Phá hết luôn. Đấy, trời ơi trời. Nghĩ sao vậy? Dễ gì cướp được làng Hero Team. Bộ không nghe cái tên hả? Hero Team là siêu anh hùng, hiểu không? Đấy, ở đây tàn siêu nhân nè, Superman, Phong Cận với lại Flash, Sammy này không thấy hả? Ok bạn ơi. Thì hôm nay nữa bạn, mình đã cùng với Sammy, bọn mình đã cùng nhau đi cắm trại ở trên một cái hòn đảo ở giữa biển nha bạn nha. Đấy, một hòn đảo hoang ở giữa biển. Và không những vậy, bọn mình còn chiến đấu được với bọn cướp biển đó bạn ơi. Tự nhiên tiền đâu đây, tiền là trời ơi, quá trời tiền luôn, cái này chắc chắn là tiền, gọi là sao ta, tiền mà gì đi, bọn cướp biển bọn nó ăn cướp được, hiểu không? Bây giờ mình sẽ lấy cái tiền này nè, mình đi mình chia lại cho người nghèo, hiểu không Sam? Hiểu không? Ừ. Ok. Rồi các bạn ơi, thì như tập này các bạn thấy thì bọn mình mới vừa tiêu diệt được một đám cướp biển bạn ơi. Thời luôn, mấy tên cướp biển yếu xìu à, mình chỉ cần mình chiếu laser cái thôi là chết veo hết trơn luôn. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và cho mình subscribe, đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và anh em cũng đừng quên là hãy gọi là bình luận lại là anh em muốn những tập sau bọn mình sẽ cắm trại chỗ nào nữa, nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đấy, ok Sam ơi, giờ tôi với bà đua hả, coi ai về làng Hero Team trước không? Rồi đua luôn. Coi coi nè, chuẩn bị nè. Nè, chuẩn bị nha. 3 2 1 đi. Tôi nhanh hơn bà rồi, rồi. Lưu tôi về trước đây. Yeah, thắng rồi.